Có những ai mà hôm qua không đi á, đưa tay coi cho biết có ai người đó rồi. Vậy thì chắc nữa là những cái người bên cạnh tức là họ có đi hỏi, họ kể lại cho nghe hết những gì tôi nói hôm qua nhá. Hôm qua tôi nói đến chúng ta tìm bình an. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta, rất nhiều lúc chúng ta đã hưởng thụ bình an rồi, rồi mình đánh mất bình an cũng y như ông A Dông và bà Hai Bà trong lịch sử. Vậy thì hôm nay tôi muốn nói đến làm thế nào để trong đời sống của chúng ta, nhất là trong đời sống gia đình, anh chị em phải đi tìm lại cho được hạnh phúc và bình an đó. Tôi dùng một đoạn phúc âm ở trong Matthew chương 2 để nói lên câu nói của các đạo sĩ. Rồi các đạo sĩ đến gặp ông Herode, và Herode hỏi ông Herode, Herode hỏi vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Vua Do Thái sinh ra ở đâu? Bởi vì chúng ta hôm nay sẽ đi tìm kiếm Ngài, và tôi mong anh chị em khi đi tìm chúng ta sẽ phải gặp Ngài, bởi vì Ngài chính là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc. Và vì thế đời sống của chúng ta không gì hơn là một chuỗi ngày đi tìm kiếm. Ở trong đời sống công giáo của chúng ta quen với câu nói lữ hành, là bởi vì chúng ta vẫn cứ quan niệm đây là đời tạm. Ông bà của chúng ta ngày xưa mặc dù không có đức tin Kitô giáo, nhưng mà ông bà cũng không nghĩ rằng cuộc sống này là nó trường cửu, cho nên ông bà mới đặt ra phù hoa, nối tiếp phù hoa. Ở đời mọi sự chỉ là phù hoa, bởi vì rồi đây tất cả chúng ta không có một cái gì trong tay. Vậy thì cái thật nó ở đâu? Cái trường cửu nó ở đâu? Nếu những ai có dịp học triết lý thì triết lý Hy Lạp cũng vậy thôi. Sinh ra làm con người, các triết gia người ta cũng đi tìm một cái gì bền vững lâu dài. Tôi nói ví dụ cuộc sống, ai trong chúng ta cũng yêu cuộc sống. Đương nhiên cũng có những lúc chúng ta căng thẳng, vì thế cũng có những người tìm đến với cái chết. Nhưng chúng ta cũng cứ nói chung chung thôi là chúng ta yêu cuộc sống, bởi vì cuộc sống nó vui. Bên cạnh mình còn có chồng, có con, có cháu, có anh em, có cộng đoàn, nó vui. Và vì thế nhiều khi chúng ta bỏ hết tiền ra để chỉ đánh đổi lấy 5 phút, 10 phút, 1 ngày, 1 tháng của cuộc sống. Anh đầu của tôi hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam đang đi chemo, đi một vài lần rồi, cũng đang chống chọi với ung thư. Và tôi biết cả gia đình đều lo làm thế nào để có thể chống chọi. Bỏ ra tiền nhiều thì cái đó không thành vấn đề, nhưng với một hy vọng là kéo dài ra được thêm 1 năm, một tháng, một tuần. Tại sao chúng ta quý như vậy? Thưa, bởi vì cuộc sống nó vui, nó đáng sống. Cũng có những giây phút chúng ta điên khùng, cho nên nói thôi, tôi không muốn sống nữa. Nhưng ngay cả những người mà ở trong thần học của Công giáo chúng ta chống cái chương trình gọi là euthanasia tiếng Mỹ đó, tức là làm cho người ta chết một cách êm đẹp. Đây là một trong những tiểu bang cũng thuộc cái diện gọi là liberal mà. Thì người ta cũng cho phép những người mà muốn chết, chẳng hạn như California, Oregon, thì người ta chỉ cần tìm 2 chữ ký của bác sĩ. Và khi bác sĩ cho phép chết, ở bên Âu Châu một số nước đã áp dụng, thì người đó chỉ cần nằm tới họ muốn chết giờ nào, ngày nào. Ví dụ, họ muốn chết vào 5 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 2023. Họ gọi hết con cháu tới. Mà đối với họ đây là cuộc sống của đời sống văn minh. Đối với chúng ta đây là một hình thức giết người, tôi sẽ giải thích thêm. Nhưng đối với họ đây là một cuộc sống văn minh. Họ chán, họ không muốn sống nữa. Rồi họ đau yếu. Mà những người này họ có một cái quan niệm gần như không tin vào đời sau, là bởi vì họ muốn sống đời này. Rồi bây giờ đến khi chết, họ xin ngay chữ ký của bác sĩ. Bác sĩ người ta sẽ găm cho mình một cái kim vào cái tĩnh mạch này, vào cái đường ven đó. Họ găm một cái ống ở đó.
rồi họ cho mình một cái bình thuốc, rồi trong bình thuốc nó có ba bình, nó có cái kim, mình kêu con cháu tới rồi ca hát goodbye xong rồi, không ai làm cho mình, tưởng mình làm. Mình lấy cái tay mình bấm cái kim một cái, rồi cứ nằm vậy, thuốc nó vô rồi cỡ chừng 3 phút sau là mê man, 1-2 phút là mê man. Sau khi mê man đó rồi thì cái bình thuốc thứ hai nó sẽ đến, nó sẽ làm cho cái tim mình ngưng đập và sau đó là chết. Người ta gọi là chết một cách bình an mà. Nhưng mà thật sự đối với giáo hội Công giáo, chúng ta không cho phép, bởi vì cuộc sống tự nó rất quý và ai cũng yêu cuộc sống. Chúng ta có biết tại sao có những người ở bên Việt Nam nhiều khi đọc những cái câu chuyện nghe rất là đau thương. Bây giờ tôi không nhớ, mà cách đây 10 năm rồi, tôi nhớ ở dưới Cà Mau có một bà tự tử, rồi bà để lại một lá thư, mà trong lá thư tội nghiệp lắm, bà chỉ xin là xin cái gì đó, hội hồng thập tự, hội chữ đỏ cho con cái bà đủ ăn, cho sách vở để đi học, xin đừng có cần phải có tiền mua học. Cái lý do tại sao bà tự tử là bởi vì bà nghèo quá, không có đủ tiền cho con cái đi học. Rồi cuối cùng có một đứa con nó đi bệnh viện mà bà cũng không có tiền cho nó đi bệnh viện. Đến khi nó đi bệnh viện rồi không có tiền để đem nó về. Nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, nếu bây giờ bà có tiền bà trả cho chúng nó, cho chúng nó đi ăn, đi học, bà có chết không? Đương nhiên là không. Như vậy chứng tỏ không phải người ta không yêu cuộc sống, nhưng bởi vì người ta lâm vào một hoàn cảnh mà họ không thể chọn cuộc sống được. Rồi có những người bệnh tật, đau yếu chẳng hạn như là ung thư hoặc là các bệnh mà chính chúng ta cũng đã từng đi nuôi họ thì biết, họ đau đớn. Và tôi cũng chứng kiến rất nhiều người trước khi mất, họ đau ghê lắm. Rồi có những người họ mở miệng, họ nói họ muốn chết. Và chính chúng ta, những người đứng bên cạnh để nhìn thấy cái đau khổ của họ, ông bà cha mẹ của mình, nhiều khi mình thấy thôi, nếu ông bà đi được cũng là một cái cất đi cái đau khổ. Chúng ta biết chuyện đó. Nhưng nếu tôi hỏi thử, nếu trường hợp tôi có một phép lạ, một viên thuốc tôi chế ra được, tôi cho họ uống vào và hết đau, liệu chừng họ có muốn chết nữa không? Chắc chắn là không. Như vậy chứng tỏ là không phải họ muốn chết, mà bởi vì họ không chịu nổi cái đau. Vì thế xã hội ngày nay đã dùng lấy những nguyên nhân đó, bóp méo nó đi, rồi đưa đến những cái kết luận mà gần như con người không ham cuộc sống. Nhưng thật sự ở trong đời sống của chúng ta, ai cũng vậy. Cuộc sống là một cái gì tuyệt vời, và chúng ta yêu thích từng giây từng phút. Mà nếu có điều kiện thì chúng ta còn sống với nhau, bởi vì tình cảm của mình không phải chỉ có mình mà còn những người chung quanh. Cho nên từ ngày ngàn xưa, ông bà của mình, đừng nói tới đức tin Kitô giáo, ông bà của mình cũng đã từng dạy cho con cái sinh ký tử quy. Sống ở đây là gửi, sinh là ký gửi thôi, tử quy chết là về, là về với ông bà tổ tiên. Vì thế cho nên quan niệm ở đây chỉ là đời tạm, nó đã có từ trong triết lý, nó đã có từ trong cuộc sống của con người từ xưa. Đối với giáo hội Công giáo của chúng ta thì cuộc sống của người Công giáo không gì hơn là một hành trình đi tìm kiếm. Cho nên ở trong các cái bài đọc chúng ta vẫn thường thấy giáo hội lữ hành, chúng ta là những lữ khách, là những người đang đi về trên con đường về nhà Chúa. Giáo hội lữ hành bởi vì chúng ta đang cùng nhau đi. Và một điều rất hay, đây có thể là một sự, chúng ta gọi là coincidence, là một sự trùng hợp, nhưng là một sự trùng hợp rất kỳ thú, là bởi vì những Kitô hữu đầu tiên ở trong sách Công vụ Tông đồ, khi những người dân ngoại hỏi họ là ai thì họ gọi họ là những người của một con đường. Ở trong sách Công vụ Tông đồ đặt tên họ là người của một con đường, đi trên con đường, tiếng Mỹ nó dùng là the way. Nhưng mà khi qua tới Việt Nam thì các cố đạo ngày xưa họ dịch, chúng ta là những người có
Một cái từ rất hay. Các cô tay họ không dịch chúng ta là những người có tôn giáo, mà họ dịch chúng ta là những người có đạo. Đạo cũng là cái con đường. Và cái từ này là dành cho những người ở trong sách Công vụ Tông đồ. Đối với Kitô hữu của chúng ta, Đức Giêsu Kitô là con đường. Và vì thế tất cả chúng ta đang đi tìm kiếm Ngài. Và chúng ta đi tìm kiếm không phải mang tính một mình, mà chúng ta đi chung với nhau. Nhưng ở đây tôi muốn nói, nếu chúng ta đi kiếm tìm Ngài, bởi vì Ngài sẽ đem lại bình an hạnh phúc cho anh chị em. Cuộc đời của chúng ta như hôm qua tôi nói rồi, chúng ta sinh ra để tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm bình an, và chúng ta đã có nó rồi. Vậy thì đời sống của anh chị em là những người đi tìm, đi tìm Thiên Chúa, đi tìm bình an, đi tìm hạnh phúc. Vua Herode hỏi những đạo sĩ, vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Các ông cứ đi đi, rồi nếu mà tìm được thì về đây báo cho tôi, để tôi cũng đi thờ lại Ngài. Đương nhiên đây là một lời nói dối. Chúng ta cũng hỏi một câu tương tự, Ngài ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Bình an ở đâu? Hôm nay và ngày mai tôi sẽ cố gắng nói cho anh chị em hiểu rằng vua dân Do Thái sinh ra ở đây. Và bây giờ, bởi vì cuộc đời của chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta hiểu mà hiểu một cách sai lạc. Thiên Chúa ở nơi xa xôi, Thiên Chúa ở những nơi bí ẩn, mà chúng ta quên là Thiên Chúa đang ở đây. Tôi muốn áp dụng vào trong đời sống hôn nhân của anh chị em để thấy rằng nếu chúng ta đi tìm vua dân Do Thái, nếu chúng ta đang đợi ngày Chúa Giáng sinh, thì Ngài đã sinh rồi, Ngài đã ở đối với anh chị em rồi. Vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Ở trong giáo lý Công giáo nói, mỗi một con người khi sinh ra, bất cứ ai, không nói là chỉ có Kitô hữu, bất cứ một con người nào khi sinh ra thì tự bản chất họ đã có một ước vọng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm một cái gì để thỏa mãn họ. Hôm qua tôi cũng nói đến Thánh Agostino để lại một câu nói đặc biệt. Ngài, cuộc sống của Ngài, tiền bạc có, danh vọng có, trí khôn có, tất cả những gì mà chúng ta thuộc về, gọi là những cái hào nhoáng của cuộc đời Ngài có hết. Và cuối cùng Ngài để lại một câu nói để đời: Lạy Chúa, tâm hồn con không an nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Ngài biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới đem lại bình an. Vậy thì cuộc đời của mỗi một con người sinh ra, ai cũng vậy, sinh ra trên trái đất, người ta cố gắng đi tìm kiếm cái tuyệt đối. Mà khi chưa tìm được cái tuyệt đối thì con người không thỏa mãn. Cái tuyệt đối hay là cái hoàn hảo đó, nó nằm ở đâu? Thưa, nó đang nằm bên cạnh anh chị em. Tôi muốn nói chúng ta đi tìm vua dân Do Thái, nhưng mà vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Thưa, ngay ở đây. Thánh Gioan định nghĩa, Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa. Một định nghĩa tuyệt vời. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục với hiểu theo định nghĩa đó, thì ngày mà anh chị em cầm tay nhau để thề hứa lên trước bàn thờ, thề hứa để trở thành một gia đình và chung sống chung thủy với nhau, khi tình thương cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, là chính lúc anh chị em đang thiết lập một gia đình hạnh phúc. Và khi anh chị em sống trong tình yêu thì Thiên Chúa ở giữa anh chị em. Vì thế, cái mà ngày xưa các triết gia gọi là đi tìm cái tuyệt đối, cái hoàn hảo, thì cái đó anh chị em đã cảm nghiệm được khi Thiên Chúa nói với A Dông và dựng nên cho A Dông một người nữ, mà chính A Dông là người đã lên tiếng: đây là người bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi,
Rồi Thiên Chúa công bố cả hai trở nên một xương một thịt. Có nghĩa là chính cái nửa này ghép với nửa kia trở thành một sự hoàn hảo, mà chính sự hoàn hảo này là cái con người đi tìm kiếm. Anh chị em đã gặp rồi, rồi trong cuộc sống mình đánh mất. Tìm kiếm Thiên Chúa đừng có nghĩ là tìm đâu xa. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ những nơi cao xa, mà chúng ta quên rằng Thiên Chúa đang ở giữa anh chị em. Và vì thế, nếu chúng ta nói một cách thật thà, nói cho nó đúng, thì chúng ta không có đi tìm. Bởi vì Ngài có ở đâu mà đi tìm? Chúng ta khám phá là bởi vì Ngài đã ở với anh chị em rồi. Chúng ta không phải đi tìm, nhưng mà chúng ta khám phá, nói cho đúng theo từ ngữ của Thầy, là bởi vì Thiên Chúa đang ở giữa anh chị em, ở trong tình cảm giữa vợ chồng. Mà nếu chúng ta hiểu Thiên Chúa ở với mình, thì bắt buộc tình cảm đó phải là một tình cảm thiêng liêng, vợ chồng yêu thương nhau. Như tôi nói, con người chúng ta sinh ra ai cũng có những lòng khát khao, khát khao để chúng ta tìm được cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái tuyệt đối ở trong con người của chúng ta. Nhưng cũng không thiếu những người họ từ chối, cũng không thiếu những người từ chối tìm kiếm. Bởi vì con người của chúng ta kỳ lạ lắm, con người của chúng ta khó hiểu lắm. Khó hiểu bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do, và chính cái tự do đó nó phân biệt giữa chúng ta, con người với con vật. Nhưng cũng chính cái tự do nó làm cho con người của chúng ta trở nên khó hiểu. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, rồi có trời đất, có ánh sáng, có đất, có đá, có ghế, có cây. Rồi trên những cái tĩnh vật thì tới thực vật, đá đất rồi tới cây là thực vật. Bắt đầu nó sống lên rồi nó chết. Trên thực vật thì có động vật, có con chó, con cá, con mèo, con chuột, con dê, con bò. Rồi trên tất cả những cái tao với tao con người, tất cả những cái kia, nếu chúng ta huấn luyện, trước hết nói tới tĩnh vật, cục đá này, cục đất này, cái miếng gỗ này, chúng ta đặt ở đâu là nó nằm y ở đó, nó không thay đổi. Động đất và mây gió thổi nó mới bay, khỏe chưa? Ước gì con cái của chúng ta mà mình nặng như cục đất, mình quăng một cái mình dạy sao nó nghe vậy, có phải sướng không? Rồi tới thực vật, ít nhất cái cây mình đỏ bỏ nó, từ từ nó mọc, nó lớn lên, chính nó có sự thay đổi. Và sự thay đổi rất là ngạc nhiên, từ những một cái hộp giống nhỏ nó ra một cái cây rất lớn, rồi biết bao nhiêu tàn lá. Nhưng mà thôi, ít nhất là mình đặt đâu nó nằm đó. Mặc dù nó ra lá, nó ra rất nhiều cành mà trước đây nó không có, nhưng ít nhất là nó không di chuyển, nó nằm một chỗ. Rồi trên cái cây tới những cái con vật, mình dạy con chó, con mèo là nó không nghe, đôi khi nó cũng bướng, nhưng mà ít nhất mình dạy nó không nghe, mình đánh, mình đập rồi nó cũng phải nghe, nó cũng khuần, từ từ nó cũng khuần. Còn có những con nào ngu quá thì thôi mình không dạy, nhiều khi ăn thịt nó, cá rồi tôm gì mình ăn hết. Riêng với con người, chỉ vì cái tự do cho nên con người của chúng ta nó kỳ lạ, nó bướng bỉnh. Nếu chúng ta là những người đi tìm cái tuyệt đối, tìm cái mà chúng ta mong muốn thỏa mãn, thì tại sao sau khi chúng ta có rồi mình lại không muốn, mình lại đánh mất? Là bởi vì chúng ta có tự do. Như tôi nói, một cục đá mình vứt đâu nó nằm đó, một cái cây mọc đâu nó nằm đó. Nhưng riêng con người muốn nhảy, muốn đi, muốn tìm cái mới, bắt đầu với ông A Dông và bà A Vả, chứ không phải chúng ta. Ông A Dông, bà A Vả được Thiên Chúa tạo dựng, rồi Thiên Chúa cho được hưởng bình an, sống thoải mái ở trong vườn địa đàng với Thiên Chúa, muốn gì cũng được. Chúa nói làm gì cũng được, coi hết tất cả các con vật, trừ một điều, đừng ăn trái cây ở giữa vườn. Chỉ có chừng đó thôi. Một lần nữa chúng ta thấy ông bà đang ở trong một tình trạng sung sướng tuyệt đối, nhưng mà không thỏa mãn. Thế rồi ăn cho bằng được, ăn xong rồi là thấy tất cả những chuyện khác nó thay đổi.
không có một cặp hôn phối nào. Mà cái tuần trước khi cưới, cái tuần trong khi cưới, cái tuần sau khi cưới, mà chúng nó không sống ở một cái mức độ chúng ta gọi là hạnh phúc tuyệt đối cả. Rồi chúng nó thương nhau hạnh phúc, bởi vậy cho nên người ta mới gọi là tuần trăng mật. Nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà được một thời gian là bắt đầu ăn một cái cây ở giữa vườn. Người ta dặn là cái gì cũng được, những cái trái cây bên đó đừng có nhìn, đừng có ăn. Ấy vậy được thức cái tuyệt vời nhất cũng bỏ, cũng chỉ vì tự do. Nếu chúng ta học theo ông bà của chúng ta, không phải chỉ có loài ông bà Eva. Sau khi mà Thiên Chúa cho con người có được một chút thông minh, hiểu được mình có thể làm được nhiều việc, thì bắt đầu thách thức Thiên Chúa. Thấy không? Được voi đòi tiên. Lòng tham lam của con người, người ta vẫn nói là một lòng tham vô đáy. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, khi mà mình đi học chương trình học Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, lớp 3, lớp 4 là mình có những cái câu chuyện cổ tích. Mà những câu chuyện cổ tích mục đích là để dạy cho con cái những bài học về môn lý rất hay. Ở trong đó có cái câu chuyện ăn khế trả vàng, nhớ không? Ăn khế trả vàng, may túi ba gan mà đựng. Hai anh em sống cha mẹ chết, để lại cho một thửa đất. Rồi người anh thì tham lam lấy hết, chỉ dành cho đứa em nó một góc nhỏ. Nhưng mà trong cái góc vườn nó còn cây khế. Rồi cây khế ra trái, mà người em hiền lành vô cùng. Đây là những bài học dành cho các em lớp 3, lớp 4, người nhỏ đi học, để chúng ta có một cái giá trị về luân lý mà sống. Rồi khi mà người em đi ra thấy những cái con quả nó đến nó ăn, thì người em nói, thôi đừng có ăn khế, bởi vì tôi phải dùng khế này đem ra ngoài chợ bán để đủ sinh sống cho hai vợ chồng. Con khế mà hồi xưa quả biết nói nha. Cho nên con quả nó mới nói, ăn khế trả vàng, may túi ba gan mà đừng, nhớ không? Mấy cái người cỡ tuổi tôi bây giờ còn nhớ ba cái chuyện đó hả? Rồi sau đó thì con quả nó đến, rồi chắc quả nó cũng to lắm đó. Nó chở mấy người đó, nó chở cỡ tôi, không chở được. Nó mới chở người em đi ra là một cái đảo, nhớ câu chuyện á, rồi vô trong đó rồi lấy vàng. Sau đó nó mới chở về, người anh giàu có lên. Người anh cũng không biết tại sao giàu có, qua tìm hiểu mới biết à, là tại vì có con quả đến ăn. Người anh mới nói thôi đổi cho người ăn cái cây khế đó để lấy cái gia tài này. Cũng tính tham lam, con quả đến ăn, người anh cũng nói, con quả cũng nói là may túi ba gan là đựng. Nhưng mà lòng tham vô đáy của con người, may túi sáu gan. Cho nên đến khi nó bay ra giữa biển nặng quá, thả chết. Tất cả những cái câu chuyện đó nó nói lên cái gì? Cái chân lý là lòng con người của chúng ta tham vô đáy, mà cái tham vô đáy nó đến từ cái tự do của con người. Và vì thế, nếu chúng ta chỉ là những cục đất, cục đá, thì chúng ta đã không có tội. Nếu chúng ta chỉ là những cái cây, thì chúng ta có sự thay đổi, có thể chúng ta cũng chưa có tội. Nhưng bởi vì là con người, cho nên lòng tham của chúng ta sau khi đã cảm nghiệm được cái hạnh phúc tuyệt đối giữa vợ chồng cách đây 5 năm, 10 năm, 20, 30, 40 năm, thì tự nhiên bây giờ đi ra đường cứ ngó quanh ngó quốc, thay vì cứ đường thẳng mà đi, thì cái này là do tự do của con người. Ông bà của chúng ta sau khi được Thiên Chúa cho một chút thông minh, rồi bắt đầu đứng lại cách thức, liệu chừng Chúa có hơn mình không? Vậy thì bây giờ tại sao mình không đứng lại với nhau? Mình đem gạch đến, mình xây một tòa nhà cao bằng trời để mình lên trên đó cho bằng Chúa. Nhớ câu chuyện đó không? Rồi cuối cùng, cái tháp mà gọi là Babel đó, Thiên Chúa đâu có cần phải phá đâu. Trí khôn của con người chỉ bằng chừng này thôi. Rồi bắt đầu người ta đem gạch đất tới để mà xây một cái tháp cao đụng trời hả? Nhưng mà Chúa đâu có cần làm nhiều. Chúa chỉ cần chỉ cho mỗi đứa từ này nói tiếng Lào này, nói tiếng Việt này, nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp. Thế là năm anh đứng nói không hiểu nhau, bỏ công trình bỏ. Tháp Babel là một cái câu chuyện nói lên cái tính tham lam tự cao của con người, mà quên rằng quyền năng Thiên Chúa, Ngài không cần phải phá, Ngài chỉ cần một chút xíu thôi, Ngài cho chúng nó không hiểu nhau về ngôn ngữ thế là xong. Việc chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, việc mà anh chị em
đôi khi từ chối Thiên Chúa nữa. Ở đây tôi muốn nói không phải là từ chối Thiên Chúa đâu, mà ở đây tôi muốn nói là anh chị em từ chối chính những hạnh phúc và bình an mà anh chị em đã có ở trong đời rồi. Nhưng nhiều khi những cám dỗ ở ngoài đời nó quá mạnh mẽ, cho nên mình không cử lại. Để được bình an và hạnh phúc, chúng ta không có sự chọn lựa. Chúng ta chỉ có một nơi để đi, một nơi để đến, một người để tìm, một đối tượng duy nhất, Thiên Chúa. Bởi vì Ngài là nguồn hạnh phúc. Điều sai trái là nhiều khi chúng ta hiểu trong đầu, nhưng chúng ta không sống được. Ai trong chúng ta cũng hiểu trên là hết không đem đi được cái gì, nhưng mà mình hiểu vậy thôi. Chứ còn thật sự bây giờ mà có 99 sen cũng ráng thu thêm sen nữa cho đủ đồng đồng. Chứ còn mà bây giờ nói đem tiền ra để cho những người khác này kia thì mình cũng cho chút chút vậy đó. Trừ khi mình sắp chết thì lúc đó nghĩ khác. Còn bây giờ dù chúng ta có hiểu rằng cuộc đời này nó phù du, nhưng mà rồi mình sống giống như cuộc đời này nó trường cửu vậy đó. Thánh Phêrô, khi Đức Giêsu đến nói với những người Do Thái, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ có sự sống đời đời. Đương nhiên con người tìm kiếm, họ tìm cái gì? Họ tìm sự sống đời đời là bởi vì như tôi nói ngay từ đầu, cuộc sống nó vui lắm, nó sướng lắm. Phải có cuộc sống thì tất cả những cái khác mới có. Việc đầu tiên để chúng ta cần phải có tình thương, hạnh phúc, cười vui giỡn, nói chuyện hợp hợp hành với nhau, thì việc đầu tiên trên hết và trước hết là phải có chúng ta cái đã, phải có cuộc sống cái đã. Cho nên người ngày xưa họ có những cái ước mơ mà chúng ta gọi là cải lão hoàn đồng hoặc là trường sinh bất tử. Họ ước ao gì họ đừng bao giờ chết. Khi Đức Giêsu đến để nói với những người Do Thái, Ngài nói với những người Do Thái là hãy ăn thịt và uống máu ta thì sẽ có cuộc sống đời đời, sẽ không chết. Mà cuộc sống đời đời là một trong những điều người ta đang ao ước. Chỉ có điều là Đức Giêsu nói cái cách thức để mà đạt được cuộc sống đời đời khó nghe quá. Tôi nói ví dụ, Chúa Giêsu nói thời gì kỳ đó hả? Nếu ai muốn có cuộc sống đời đời thì hãy leo lên trên núi Horeb, leo lên trên một cái ngọn núi gì đó, đại khái đi thêm 10 ngày, 50 ngày, 100 ngày là hai một cái lá về phơi 300 ngày, làm một cái gì cho khó khăn đi. Thì người ta nghe cũng có lý. Cũng giống như chuyện ba cái câu chuyện của Việt Nam mình, những người đi lên trên núi, đi tới tận mây xanh, về đâu rồi thác kinh đi, đi qua chỗ này chỗ kia tìm những cái chất nước về uống để trường sinh. Thì nói vậy nghe thì cũng là lạ, không biết coi không, nhưng mà ít nhất còn dễ nghe. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mặc dù họ ham sự sống đời đời, nhưng cái cách thức để được sự sống đời đời họ nghe không được. Cho nên trong phúc âm của Gioan chương 6 kể, khi những người đó đến nói như vậy, nghe như vậy, thì họ nói với Chúa Giêsu, ông này nói khó nghe quá. Rồi họ bỏ đi. Nói khó nghe họ đâu có đứng lại nghe, họ bỏ đi. Điều mà tôi muốn anh chị em nhớ là trong đoạn chương 6 của Gioan, Đức Giêsu sau khi thấy những người Do Thái bỏ ra đi, Ngài quay lại nhìn thấy các môn đệ của mình, 12 ông đó. Ngài hỏi các ông, còn các con không đi luôn sao? Ngài không thay đổi lời nói, Ngài khẳng định là ai muốn có sự sống đời đời thì ăn thịt ta và uống máu ta. Cho nên Ngài quay lại nhìn các môn đệ rồi hỏi các ông, các con không đi luôn sao? Phêrô, đại diện cho tất cả mọi người, đại diện cho chúng ta ngày nay, nói với Ngài một điều mà ngày nay anh chị em phải lặp lại trong đời sống công nhân hàng ngày. Lạy Thầy, bỏ Thầy, chúng con biết đi theo ai? Bởi vì chỉ có Thầy mới có lời bao sự sống đời đời. Bỏ Thầy, chúng con biết đi theo ai?
Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời. Đây là một trong những câu để nhắc nhở cho anh chị em biết Đức Giê-xu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và vì thế, khi tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em về việc chúng ta đi tìm Đức Giê-xu như những đạo sĩ, tôi sẽ cắt nghĩa thêm. Nhưng trên đường đi tìm thì chúng ta bắt buộc phải gặp, cuối cùng rồi chúng ta sẽ gặp. Ở đây tôi muốn nói đến đời sống hôn nhân anh chị em, là đời sống mà anh chị em đã gặp rồi, rồi có thể vì lòng tham và chính cái tự do làm cho mình thay đổi. Rồi chính vì tự do và thay đổi, mình đã đánh mất bình an, mình đã đánh mất hạnh phúc. Nhưng để muốn phục hồi bình an hạnh phúc này trong đời sống, chỉ có một phương thức duy nhất, đó là tìm đến với Đức Giê-xu Kitô. Bởi vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Bỏ Ngài không biết theo ai. Chúng ta không thể nào đi theo những cái ý kiến xô bồ của đám đông được, bởi vì chúng ta hiểu hơn ai hết. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp thì người chê, cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn phơi ra. Chúng ta không thể đi theo ý kiến của đám đông, chỉ bởi vì đám đông cũng là con người, mà đa số con người họ sống theo bản năng ích kỷ như chúng ta. Cho nên chính đám đông đôi khi đã là nguyên nhân để cho chúng ta phạm tội. Nhiều người cứ nghĩ là đám đông, nhưng thực sự xã hội của chúng ta, con cái của chúng ta đang bị ảnh hưởng sự nhồi sọ của media, của truyền thông về đám đông. Đám đông không phải đại diện cho chân lý, cho sự thật. Đám đông nó có thể đại diện được ý kiến của nhiều người, mà chính chúng ta cũng đã từng là nạn nhân. Lúc chúng ta còn trẻ, lúc chúng ta còn nhỏ, nhiều khi chính chúng ta cũng đã có những ý kiến mà bây giờ chúng ta nghĩ lại thấy nó sai. Sở dĩ nó sai mà lúc đó mình theo là bởi vì mình chưa hiểu lời của Chúa, hay mình còn quá non nớt ở trong kinh nghiệm cuộc sống. Tôi muốn nói anh chị em, muốn tìm hiểu làm thế nào để vợ chồng hạnh phúc, chúng ta không thể nào đi theo ý kiến của đám đông. Chúng ta cũng không thể dựa vào sự khôn ngoan của loài người. Bởi vì sự khôn ngoan của loài người mà Thánh Phaolô nói có thể là một sự ngu xuẩn. Mà Thánh Phaolô nói lại, sự ngu xuẩn mà loài người cho là ngu xuẩn, hay là chúng ta gọi là ngu xuẩn của loài người, thì Thiên Chúa lại nâng nó trở lên, nâng nó lên một bậc gọi là bậc khôn ngoan. Thánh Phaolô khi đi rao giảng, Ngài nói với những người Do Thái cũng như Hy Lạp. Người Do Thái thì tìm những dấu lạ, người Hy Lạp thì tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi đi rao giảng một Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh, làm một điều làm cho những người khác phải cảm thấy hổ thẹn. Vì thế Ngài kết luận, chúng tôi là những người điên rồ. Trước mặt những người khác, chúng tôi là những người điên rồ. Nhưng cái điên rồ đó chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và cái mà thế gian cho là khôn ngoan chính là sự điên rồ. Chúng ta không thể theo sự khôn ngoan của con người, bởi vì ngày nay có biết bao nhiêu văn phòng tâm lý, mà tất cả những văn phòng tâm lý này nó đặt ra không phải để giải quyết đau khổ của con người, mà để tìm cách cho con người lẩn tránh sự đau khổ. Lẩn tránh không phải là giải quyết. Lẩn tránh là chỉ chúng ta chỉ tránh mặt nó, rồi chúng ta sẽ giáp mặt nó khi mình một lúc nào đó. Ngày xưa chúng ta cứ hay có một cái bài hát, tôi không nhớ rồi, cái gì mà rượu tan thuốc tàn đó. Trong những lúc mà chúng ta buồn thì mình tìm có những cái giây phút để mà giải khuây bằng những ly rượu, bằng những điếu thuốc, bằng những niềm vui chóng qua. Đương nhiên nó giúp chứ. Nhưng một khi rượu tan thuốc tàn thì những thực tế của cuộc sống nó không thay đổi. Hôn nhân ngày nay của con cái của chúng ta lớn rồi, chúng ta sống trong một hôn nhân mà bây giờ tôi sẽ nói thêm ngày mai, có thể chúng ta cho là mình chịu đựng, nhưng thôi thì cứ đặt đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Ít nhất nó là hôn nhân giữa vợ chồng,
Bây giờ chúng ta đóng vai trò là cha mẹ, rồi mình nhìn thấy con cái của chúng ta lớn lên. Điều mà chúng ta lo và buồn là bởi vì chúng nó đang theo sự khôn ngoan của thế gian. Mà sự khôn ngoan này chính là sự ngu dại. Hay tôi dùng thơ của Tản Đà, một trong những người, đương nhiên ông ta Đỗ Trạng Nguyên thì đủ thông minh, đủ khôn ngoan để nhìn thấy cái ngu dốt của con người. Ông ta đặt ra một bài thơ: thế đời sự đời, thế sự đời nay nói dại khôn. Biết ai là dại, ai là khôn? Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại trốn văn chương ấy dại khôn. Ai nghe bài thơ đó của Tản Đà xưa chưa? Đưa tay coi. Chúng tôi dân này, không có gì. Ở đây nói tới cái đi học. Nói tên nó, tôi nói làm chi? Ngày xưa đi học Kim Văn, Cổ Văn là phải học hết mấy cái này rồi chứ. Chỉ có thời kỳ về Cộng sản, tôi không biết là tôi chỉ học được 2 năm với Cộng sản. Thế sự đời nay nói dại khôn. Biết ai là dại, ai là khôn? Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chúng văn chương ấy dại khôn. Nói như vậy để thấy ngay cả chúng ta cũng chưa phân biệt được sự khôn dại. Và chúng ta nhìn thấy con cái của chúng ta tội nghiệp. Chúng nó đang bị những người khác trong các cái trung tâm nào mà về tâm lý rồi này kia, nó đánh lừa, bởi vì nó không giải quyết được. Mà nó chỉ giúp cho con cái của chúng ta một tìm cách lẩn tránh. Hai đứa mày chia tay đi. Chia tay là gì? Là để chúng ta tránh đi cái khổ. Nhưng tránh cái khổ đó là chỉ cái khổ giữa hai đứa, nó không gặp mặt. Nhưng chúng ta là con người, mình đâu có phải là cứ xa mà cách lòng một cách dễ dàng như vậy. Rồi còn gia đình hai bên, rồi chưa nói nếu gia đình mà có con cái, có bao nhiêu cái nó lòng thòng đi theo. Chỉ có đức tin, chỉ có sự tha thứ, chỉ có việc chúng ta tìm đến giải quyết đem lại bình an và vợ chồng sống tới với nhau cho đến chết như chúng ta thề hứa, lúc đó chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Bằng không, rượu tan, thuốc tan, thực tế của nó vẫn còn nằm đó, chúng ta không trốn tránh được. Chúng ta cũng không thể nào mà đi theo những cái cảm xúc của mình, đi tìm bình an, đi tìm Thiên Chúa, đi tìm hạnh phúc. Mà có những người sống với cảm xúc nhiều quá. Đương nhiên Thiên Chúa dựng nên các bà sống với cảm xúc cũng rất nhiều, các ông cũng có cảm xúc, nhưng hình thức diễn tả cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Các bà thì nhiều khi cũng có cái sự mềm mại, các ông nhiều khi cộc cằn. Nhưng mà mỗi một hình thức để mình diễn tả cảm xúc, rồi chúng ta cứ sống theo cảm xúc thì chỉ có chết. Bởi vì cảm xúc của chúng ta nhiều khi nó dẫn chúng ta vào những con đường sai lạc mà chính chúng ta nhìn thấy. Trước đây có thể chúng ta đã vi phạm nhưng mà thôi tôi bỏ qua. Bây giờ chúng ta nhìn thấy con cái của mình. Có những đứa một khi nó đã thương rồi, nó yêu rồi là nó không còn phân biệt được đúng sai nữa. Bởi vì nó làm theo cảm xúc. Rồi cũng như vậy, có những cái nó cảm thấy không có tội, nó cảm thấy thôi. Có biết bao nhiêu lần chính những người chúng ta làm vợ làm chồng, nhiều khi chính chúng ta nuôi dưỡng tội lỗi của nhau. Tôi nói là nuôi dưỡng tội lỗi của nhau, cũng chỉ bởi vì cảm xúc giữa vợ chồng. Tôi có một người bạn lâu rồi, lâu lắm rồi, mấy chục năm bây giờ thì không biết. Ông ấy thì có cái uống quá đi, rồi uống xong rồi về thì ông cũng lúc đó tự nhiên bị ông đánh bà, ông đánh rất lâu rồi. Ông đánh bà xong rồi mấy đứa con mới qua Mỹ thôi, mà có đứa nhỏ không biết, nó bấm chiếc bụng, nó gọi cảnh sát, nhưng mà nó bấm vậy thôi, nó nói tiếng Anh cũng không được nhiều. Thì tôi thì đang tới nhà chơi, thì tôi vừa đậu xe tới thì tôi thấy có cảnh sát. Cảnh sát nó không cho vô, nhưng mà khi nó thấy tôi lớn nó nói mày vô mày thông dịch dùng, bởi vì không có ai đó nói tiếng Việt. Nó thấy cái mặt của bà đỏ mà có cái dấu tay, mà nó chỉ yêu cầu bà nói một lời thôi, ông này đánh bà thôi là nó còng ổng liền. Bà biết chuyện đó, mà bà dứt khoát bà ra bà té. Mà cái thằng cảnh sát nó nói với tôi, tao nhìn là tao biết mà không làm gì được. Bởi vì bà này bị cái thằng chồng của bà đánh này. Mà tao rất muốn còng tay, nhưng mà tao hỏi bà cứ nói bà té, hỏi té đâu thì bà cứ chỉ chỗ này chỗ kia.
Hiểu ý tôi nói không? Bởi vì dù sao đi nữa, chồng vợ cũng có những cái thâm sâu mà mình không muốn hành hạ chồng mình không muốn bị bắt. Rồi chưa nói là đôi khi ổng nghiện quá rồi cũng phải mua cho ổng uống một chút nữa. Tôi nói đây là chúng ta sống theo cảm tình. Còn nếu mà chúng ta sống theo lý luận, con cái ở đây mà đùng cái nó gọi là bắt đi liền. Chúng ta cũng không thể nào để cuộc đời của chúng ta hướng dẫn bởi những cảm xúc được. Bởi vì những cảm xúc thôi, nó có thể hướng dẫn chúng ta đi sai lạc. Khi yêu thì yêu cả đường đi, mà đến khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Con người của Việt Nam chúng ta hay đi đến một cái thái quá. Yêu nhau thì yêu cả đường đi. Chỉ cần mà em đi qua cái con đường thôi là anh nhớ rồi hả? Chỉ cần mà em mặc áo nàng vàng là anh về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh là anh mến lá sân trường rồi, dễ sợ chưa? Mà đến khi ghét mới dễ sợ. Ghét nhau là ghét cả tông ti họ hàng. Không những ghét em mà ghét ông bà cha mẹ anh chị em. Ghét tất cả em, chỉ cần đi uống nước mía là từ đó không uống nước mía. Em chỉ cần mà đi ra mà ăn bánh mì là từ đó không ăn bánh mì bà đó nữa. Ghét tới cái mức như vậy. Nếu chúng ta cứ sống theo cảm xúc thì chúng ta dễ đánh lạc trên mình. Con người của chúng ta trong đời sống vợ chồng chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn đức tin, tiêu chuẩn Đức Giêsu Kitô mà giáo hội dạy cho chúng ta rất nhiều. Ở đó chúng ta có lương tâm của chúng ta. Vì thế, ở trong đời sống, tôi sợ nhất là khi chúng ta đi tìm kiếm một cách sai lạc. Tôi muốn nói với tất cả chúng ta, trong đời sống đã nhiều lần chúng ta tìm kiếm sai lạc. Chúng ta đặt nào là danh vọng này, nào là tiền bạc nè, bởi vì chúng ta nghĩ cái đó đem lại hạnh phúc gia đình, nào là sắc đẹp nè, rồi tất cả những cái gì mà chúng ta đặt ra, cho đến một lúc nào đó chúng ta mới thấy là những cái này không có đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta tìm sai đối tượng. Vậy chúng ta phải bắt đầu lại như thế nào? Làm thế nào để cuộc sống vợ chồng phải bắt đầu lại? Bắt đầu lại bởi vì đã có một lần, đã có một thời chúng ta như Adam và Eva được sống trong vườn địa đàng. Nhưng rồi bởi vì tự do của con người, chính chúng ta đã ăn trái cấm, chính chúng ta đã làm những điều sai, và vì thế vợ chồng đang có những điều bất hòa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm lại được cái bình an ban đầu, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy? Thế nữa, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên? Hay bởi vì anh chị em ai cũng đi qua cái giai đoạn đó cả. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên? Những ai mà có dịp đi thăm các ông bà ở trong các cái nhà hưu đó, nhất là những ông bà mà bị Alzheimer rồi đó, tôi thấy Thiên Chúa dựng nên cũng có những cái rất là khó hiểu. Đúng là mình trí khôn mình không hiểu được. Những cái chuyện mà mới ngày hôm qua hay là mình vô mình thăm á, mình hỏi con tên gì, là con tên gì. Mới nói chừng 3-4 câu, con tên gì, là con tên gì. Rồi nói 3-4 câu con tên gì, họ hỏi liên tục. Vậy mà họ kể lại cho mình nghe ngày đầu tiên bác gặp bác trai. Trời ơi, kể như in. Hôm đó trời mưa, đứng ở đâu rồi. Những cái chuyện 20-30 năm trước họ kể không sót một cái gì, mà cứ đứng trước mặt mình hỏi con tên gì, hỏi 4-5 lần thì mình làm thuộc. Mà đó không phải là những chuyện họ bị ra, đó là những chuyện họ nhớ. Và họ nhớ một cách sâu đậm, bởi vì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Nói như vậy. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm lại cái thuở ban đầu đó, tìm cho đúng? Tôi muốn cùng với tất cả chúng ta hôm nay, ngày mai còn một tiếng nữa, chúng ta đi theo hành trình của ba vị đạo sĩ, chúng ta học từ họ để chúng ta làm thế nào tìm. Và khi tìm chúng ta phải gặp được Đức Kitô. Bởi vì trong phúc âm Chúa cho chúng ta biết là sau khi ba ông đi tìm thì gặp được. Trước hết ba đạo sĩ, họ là ai? Họ là những người ngoại, mình dùng cái từ đó đi,
họ không phải là người Do Thái. Mà đối với người Do Thái, dân ngoại, thì đại loại là một dân thư yếu, thư cấp. Mình mới là người được chọn, dân Do Thái mới là dân được tuyển chọn. Còn cái dân ngoại thì không sao, họ là những người ngoại rồi, chưa chắc họ đã là những người biết nhau. Họ không biết nhau, nhưng mà họ đi với nhau chỉ bởi vì họ cùng nhìn lên một cái ngôi sao. Rồi sau khi tìm thấy ngôi sao, họ là ba người từ phương Đông họ đến. Nhưng bởi vì họ đi với nhau cùng nhìn một ngôi sao, cho nên họ đi để làm gì? Họ đi để tìm Đức Giêsu Kitô. Vợ chồng nhiều khi nghĩ lại nó cũng hay. Ông một nơi, bà một nơi, hai người Chúa sinh ra không biết gì cả, tự nhiên đến một ngày nào đó đi nhau, gặp nhau ngoài quán nước rồi gì cái là chỉ cần nhìn qua một cái tiếng sét ái tình nó đánh hả cái gì đó. Lúc đầu là ánh mắt nhìn, lúc đầu là tiếng trống tim rộn ràng. Mà Thiên Chúa tạo dựng như vậy, ban đầu chỉ là cái ánh mắt nhìn, nhìn xong rồi bắt đầu tim đập rộn ràng là chuẩn bị về nói cha mẹ đi hỏi rồi đó. Rồi hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng mà rồi họ cùng có một lý tưởng. Lý tưởng đây là làm thế nào để họ tìm kiếm được cái hạnh phúc hoàn hảo. Mà như tôi nói, nửa này ghép với nửa kia. Và sau khi ghép được rồi, thì họ cùng đi tìm Đức Giêsu Kitô. Họ cùng nhìn lên một vì sao. Đây cũng là không có cái giờ để mà nói chuyện cái thật sự. Hình ảnh của ba đạo sĩ mà đưa cái hình thức này để khai triển ở trong một cộng đoàn nó hay lắm. Là bởi vì cộng đoàn của chúng ta tân xưa, người Nam, người Bắc, người Trung, rồi người thì nghĩa là mỗi một người sinh ra một hoàn cảnh khác nhau. Người thì đi trước năm 75, người đi sau. Rồi chúng ta tới đây, nó thôi thì tử thứ nghề nghiệp. Chúng ta mặc dù là xa lạ, chúng ta không thuộc cái dạng gọi là ưu tiên gì hết, mình chỉ là những người dân ngoại. Nhưng khi mình đứng lại với nhau, mình tạo nên một cộng đoàn. Và cộng đoàn này đáng lấy tìm Đức Giêsu Kitô cũng như ba đạo sĩ. Rồi ba đạo sĩ họ làm gì? Họ đi với nhau, hành trình đi với nhau vô cùng quan trọng. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Chúng ta không thể nào sống đơn giản một mình, chúng ta không thể nên thanh một mình. Và việc mà hai vợ chồng sống với nhau là một biểu tượng, như tôi nói, biểu tượng của tình yêu. Cộng đoàn chúng ta đi với nhau, cái đó cũng quan trọng. Chúa Giêsu khi Ngài xuống thế, Ngài dạy cho chúng ta. Và khi Ngài sai các môn đệ đi ra giảng tin mừng, Ngài không bao giờ sai chúng ta đi làm với tư cách cá nhân. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Ngài cũng sai hai người đi một. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh họ đi với nhau để nói lên được sự kháng khiết gắn bó, để nói lên được chúng ta phải cộng tác. Và chính việc đó như Chúa Giêsu nói, ở đâu có hai ba người tụ họp nhau, dân dắt thầy, thầy ở giữa họ. Chính việc anh chị em sống trong gia đình rồi tạo nên một gia đình có đức tin là khi Thiên Chúa ở giữa anh chị em, rồi tất cả những người xa lạ đến với nhau, họ đi tìm kiếm. Kiếm cái gì? Họ đi tìm kiếm Thiên Chúa dưới cái ánh sao. Họ đi tìm chân lý, họ đi tìm đức tin. Tôi trở lại với cái lý do mà anh chị em cầm tay nhau đến trước nhà thờ, bàn thờ, thề hứa để trở nên vợ chồng. Anh chị em tái lập, tạo cho mình một gia đình. Và chúng ta tin rằng Thiên Chúa không hề lầm khi Ngài tái lập cho anh chị em. Nhưng điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là tình yêu mà anh chị em kết hợp, tình yêu từ bản chất. Tình yêu luôn luôn là hướng ngoại. Tự bản chất tình yêu luôn luôn là hướng ngoại. Tự bản chất tình yêu luôn luôn là một cộng đoàn, nó không là cá nhân. Thiên Chúa của chúng ta hay lắm,
Chúng ta là những người Kitô hữu. Chúng ta thờ một Thiên Chúa gọi là Thiên Chúa Ba Ngôi, khác với Chúa của Do Thái, khác với Allah của người Hồi giáo. Bởi vì Chúa của chúng ta là Cha, Con và Thánh Thần. Chúa của chúng ta tự Thiên Chúa là một cộng đoàn, và tự bản chất của tình yêu, tự bản chất của tình yêu lúc nào cũng hướng ngoại. Chúng ta nhớ ngày xưa lúc mà các anh chị cái tuổi ban đầu đó, mình chỉ cần làm cha làm mẹ cũng vậy, mình chỉ cần đi đâu mà tôi nói chỉ cần ăn cái tô bún ngon là mình nghĩ tới mua cái này về cho anh, mua cái này về cho chị. Ăn một cái gì ngon, nghĩ tới cha, tới mẹ, nghĩ tới con cái. Là bởi vì tự bản chất tình yêu nó hướng ngoại. Cho nên khi mình nhìn thấy người khác hạnh phúc là mình vui. Cha mẹ đi làm cực khổ mà chỉ cần mua cho con đôi giày, mua cho nó một cái áo mà thấy nó vui là mình vui rồi. Là bởi vì tự bản chất tình yêu luôn hướng ngoại, hướng về người khác. Bất cứ một người nào mà tình yêu hướng về cho mình, đó là một dạng tình yêu ích kỷ. Và tự bản chất nó không còn được gọi là tình yêu nữa. Nó chỉ gọi đó là một tính ích kỷ của con người. Bởi vì tự bản chất tình yêu luôn luôn hướng đến quyền lợi và hạnh phúc của người khác. Làm vợ làm chồng, khi anh chị em cầm tay nhau để muốn trở nên vợ chồng, thì chính anh chị em cũng muốn hướng ngoại, hướng hạnh phúc về cho người khác. Rồi anh chị em đi tìm kiếm. Nhưng trong cuộc đời, anh chị em có biết, khi đi tìm kiếm có biết bao nhiêu lần anh chị em bị đánh lừa, anh chị em bị lừa lọc, anh chị em bị những người khác họ tìm đủ mọi thủ đoạn để có thể đánh lừa, để có thể hãm hại anh chị em không? Họ hãm hại, trước hết họ hãm hại tư tưởng của người vợ, người chồng. Thứ hai, họ hãm hại cả cuộc đời của người vợ, người chồng bằng nhiều cách khác nhau. Ba đạo sĩ là những người thuần túy, là những người có thiện tâm, những người chỉ đi muốn tìm kiếm vua Do Thái, những người chỉ có muốn đi tìm kiếm Đức Giê-xu, chỉ có vậy thôi. Họ không có cái ý tâm hại ai cả. Ấy vậy mà khi họ đến Jerusalem, thủ đô của người Do Thái, về mặt tôn giáo cũng như văn hóa, họ đến ở trong cung điện của Herod, họ gặp Herod, họ gặp những người lãnh đạo tôn giáo của Do Thái giáo hồi đó, thì họ bị đánh lừa, họ bị hãm hại. Họ vào hỏi nhà vua, các ông có biết vua dân Do Thái sinh ra ở đâu không? Đương nhiên là Herod không biết, cho nên Herod mới triệu tập tất cả các quần thần ở trong phúc âm của Matthew kể rất rõ. Triệu tập tất cả các quần thần và những người giỏi về chiêm tinh, rồi những người lãnh đạo tôn giáo hỏi, có ai biết vua Do Thái sinh ra ở đâu không? Người ta nói không biết. Nhưng nghe nói cái làng Bethlehem, tên Bethlehem là một nơi không có tiếng tăm, nhưng ở đó sẽ tạo nên những cái điều huy hoàng cho dân Do Thái. Biết chừng đó thôi. Rồi Herod nói với những đạo sĩ, thôi các ông đi đi, biết tìm được rồi về nói cho tôi để tôi cũng đến để thờ lại ngài. Cuộc sống của anh chị em, hôn nhân của anh chị em, nếu trường hợp chỉ có hai người sống trên một cái đảo thì chắc bây giờ cũng vẫn còn hạnh phúc. Nhưng bởi vì anh chị em sống giữa một đám loài người, mà đám loài người này nó có tự do, rồi kèm bên cạnh tự do là một lòng tham vô đáy. Đây là những con người ai cũng muốn may cái gì, túi sáu gan mà được. Cho nên cuộc sống của họ có thể không thành công, có thể không hạnh phúc. Rồi họ nhồi nhét trong đầu của chúng ta, tại sao mày phải chịu đựng, tại sao mày phải như vậy. Cho nên cuối cùng chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh, và họ làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn. Chúng ta đang bị hãm hại, đang bị đánh lừa. Nếu chúng ta sống trong môi trường mà chỉ có Chúa với chúng ta, đừng có một ai hết, thì mình đâu có nghe tới những cái từ là các con phải hy sinh, hay là ồ tại sao mày phải chịu đựng. Bởi vì tự bản chất mình yêu thương, mình mới gặp nhau, tìm đến với nhau. Và khi mình tìm đến với nhau thì ngay cả những cái đau khổ của mình chịu mà người phối ngẫu của mình vui thì mình cũng đã vui lắm rồi. Ở đây ai còn nhớ câu chuyện của Khái Hưng
sống không? Thứ nhất là ai biết câu chuyện ta đưa tay coi không? Được một người, hai người, ba người, bốn người, vậy thì năm người, vậy thì cái dân mà đi học trước năm 75 đâu hết rồi? Quên rồi. Chết rồi, chết. Khai Hưng có một cái câu chuyện và một chuyện ngắn thôi. Cái câu chuyện ngắn kể lại, anh thức, anh chị thức là tức là hai vợ chồng nghèo, nghèo mà ở trong đó ông gọi là nghèo, mà ngày xưa người ta nói là không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Ông bà của mình nói vậy đó hả? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, có nghĩa là ít nhất là đến đời nào đó mình phải chuyển qua chứ nó nghèo. Bây giờ bên Việt Nam có một cái từ gọi là nghèo bền vững mà. Thì hai vợ chồng thức là nghèo, cha mẹ sinh ra đã nghèo rồi, thì có ba đứa con, ba đứa con. Thì thằng cu, thằng cái bé, thằng bò cái bé với lại cái lớn gì đó, thằng bò cái lớn cái bé. Thì cái tên tục mà mình hay vẫn gọi ở nhà mình là mít xoài rồi đại khái vậy đó. Thì hai vợ chồng rất là nghèo, rồi hai vợ chồng chỉ có đi lượm, đi làm thuê, đi lượm cỏ, lượm củi, cắt, làm ruộng, bất cứ cái việc gì. Hôm đó là ngày mưa ở trên nguồn, mưa rất nhiều, cho nên ở trên nguồn nước nó đổ về trên sâu. Khi nó đổ về thì nó lôi theo những cái cây củi ở trên rừng nó tràn về. Cho nên hai vợ chồng thấy mừng quá, bởi vì đây là dịp ra để mình vớt những cái củi khô vào, cất lại để đem đi bán. Nghèo mà. Thế rồi bắt đầu anh thức là người đi ra vớt. Khi anh đi ra, anh vớt được một lúc, anh nhìn qua anh thấy vợ anh. Anh hỏi tại sao em có mặt ở đây? Là bởi vì chị ta thay vì ở nhà cũng vì lòng ham muốn, muốn ra đây kéo được một miếng củi nào thì mình đem về thêm tiền giúp chồng rồi nuôi con cái ba đứa nữa. Nhưng không ngờ khi hai người đi ra vớt ham mà thấy củi thì vớt, đến một lúc thì nước ở trên nguồn chảy về quá mạnh, xiết quá, thì hai người bắt đầu đuối sức. Lúc đuối sức thì anh thức là người biết bơi, cho nên chị ta cũng biết bơi. Anh ta nói chị hãy bám lấy cổ của anh, để bây giờ hai vợ chồng chỉ còn tìm cách vào bờ thôi, bởi vì nước chảy quá mạnh. Thì khi anh cố gắng để vào gần đến bờ, nước chảy quá mạnh mà sức anh cũng bắt đầu yếu, anh bắt đầu chìm dịp xuống rồi lại nổi lên. Thì chị ghé vào tay anh và nói: anh phải sống. Rồi chị buông tay chết. Cái phần nhỏ dưới cái câu chuyện kết thúc: mỗi một buổi chiều trên bờ đê sông Ngàn, anh thức ra ngồi trầm ngâm nhìn con sông nhớ đến vợ mình. Anh phải sống, bởi vì còn ba đứa con phải nhắc tên. Ở đây là một câu chuyện nói lên bà chết nhưng mà bà vui, bởi vì bà nghĩ tới cái hạnh phúc của chồng của con. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Tôi biết anh chị em đã từng đi qua những cái cảm nghiệm này. Có những giây phút mà anh chị em hy sinh được cho chồng cho con mình vui lắm. Nhưng bởi vì mình sống chung với một đủ những người khác cũng có cái tự do như mình, rồi chính mình đôi khi cũng như họ, có những lúc mình không đạt được những gì mình muốn, thế là nói theo kiểu Việt Nam ăn không được đạp cho đổ. Thế là mình cũng muốn khi mình thất bại mình muốn mọi người đều thất bại, khi mình làm không được mình cũng đưa lý do để tất cả mọi người cũng làm không được. Hay nói một cách đơn giản, khi mình có lỗi thì mình nói rằng hãy coi những người kia họ cũng làm y như vậy, với một hình thức biện minh làm lỗi của mình cũng như người ta. Mà mình quên rằng về mặt đạo đức, nếu trường hợp họ có lỗi, tôi có lỗi, trong nhà thờ này có 1.000 người mà 999 người có lỗi thì tôi vẫn có lỗi. Chứ không phải bởi vì 999 người họ làm 998 người có lỗi rồi tôi có lỗi thì tội của tôi nhẹ đi, thưa không? Chúng ta đúng ra phải hiểu được sự hy sinh của mình là một niềm vui, bởi vì như tôi nói, tình yêu tự bản chất là hướng ngoại. Nhưng lòng tham tự do làm cho chúng ta nghe lời của những người chung quanh,
Rồi lời của những người chung quanh nó về nó nói: trời ơi, chồng mày đối xử thế này như vậy nè, vợ mày đối xử thế này, vợ mày đối xử mày như vậy đó. Trời ơi, mày biết không, chồng tao hả, sáng chở tao đi mua Nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng chứ. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình không bị, nhưng mà thật sự của mình bị ảnh hưởng. Và cuối cùng chính những cái lời qua tiếng lại, tại sao mình phải chịu đựng, tại sao nó làm như vậy, mình vẫn phải ở. Hãy tưởng tượng từ ngày anh chị em cầm tay nhau thành lập nên một gia đình, vợ chồng với con cái sống trên một cái đảo không có ai hết, thì anh chị em còn hạnh phúc cho tới già cũng thưa có chứ. Bởi vì mình làm cái gì mình cũng nhìn thấy mấy đứa nhỏ và từ từ nó lớn lên. Trời ơi, khi nó còn nhỏ nó đau yếu là mình thấu ruột được. Bây giờ nó mạnh khỏe mình mừng, tại mình không cãi được ai đâu. Mà đâu có ai tới để nói những cái khác cho mình nghe. Cái khổ là mình sống trong một cái xã hội đông như thế này, rồi sự khôn ngoan của những người khác mà mình cho là khôn ngoan thì đúng ra là sự dại dột. Chính những điều đó đã làm cho mình ảnh hưởng. Vì thế, để làm thế nào tìm lại với Đức Tiên, tìm lại chúng ta như những đạo sĩ, để tìm lại cần phải có ngôi sao hướng dẫn, cần phải có lời Chúa, có những buổi tĩnh tâm, có những người hướng dẫn. Rồi chúng ta phải có Đức Tiên. Không có Đức Tiên không làm gì được. Đừng nghe tất cả những lời mà tôi gọi là khôn ngoan ở đời, những cái văn phòng tâm lý, nó chỉ cho chúng ta cách trốn tránh thôi, chứ nó không làm cho chúng ta đối diện. Đương nhiên chúng ta không phải là Thánh Monica, nhưng nếu chúng ta đọc câu chuyện của bà Thánh Monica sẽ thấy bà cầu nguyện cho chồng bà Patrick 30 năm trời. Nhưng mà với chồng bà cầu nguyện 30 năm, cái đó chưa phải là cái nỗi khổ. Nỗi khổ của bà Monica là người bên cạnh mình, một người chồng cứng đầu, cố chấp, cãi bướng, đánh đập, gọi là bất kể, coi linh hồn không ra gì. Bà cầu nguyện thì chồng bà trở lại, nhưng người mà bà yêu thương còn hơn đó nữa, người bà lo lắng buồn phiền nhất, là cái thằng con vô cùng giỏi, vô cùng đẹp trai, vô cùng tiếng tăm, đi tới đâu người ta thờ phượng tới đó, Agustino. Và cuối cùng bà cầu nguyện Agustino cũng trở lại. Những ai có dịp đọc cái cuốn Confession ở tiếng Anh, nó tự thú của Agustino, để thấy Ngài viết một đoạn về người mẹ của Ngài mà chúng ta đọc không rơi nước mắt thôi đâu. Cuộc sống của bà Monica đã ảnh hưởng Thánh Agustino vô cùng đặc biệt. Cho nên khi bà chết, bà chết ở cách Roma khoảng chừng 30-40 km, ở cái vùng là cái gì đó, cái vùng bây giờ là ở ngoại ô của Roma, tôi quên cái tên cái vùng đó. Bà chết ở vùng đó, và Thánh Agustino viết lại những giây phút trước khi bà chết, và bà vui như thế nào. Bà vui tới cái độ bây giờ là lúc bà chỉ cần muốn đi gặp Thiên Chúa, bởi vì lúc đó Agustino đã trở lại đi nhà thờ chịu pháp rửa tội. Tôi biết chúng ta không có một sức chịu đựng 30 năm như vậy, nhưng mà ít nhất chúng ta phải có đức tin. Bởi vì đức tin luôn luôn đòi hỏi chúng ta có can đảm và phải có mạo hiểm. Hai điều. Đức tin luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có can đảm và phải có mạo hiểm. Ba đạo sĩ bỏ một cái nơi, đi theo một cái ngôi sao để đi tìm một cái gì đó rất là mạo hiểm. Nay mới nói chuyện với chị Vân Minh Khánh, hình như già sắp có dâu mới rồi đó. Cái bữa nữa nghe đấy, bữa mà dâu qua đây là tổ chức đại hết cả cái vùng này nè. Tất cả mọi người đều có tôm hùm bào ngư có hết hả? Một con dâu vào nhà mình, bây giờ mình không nói tới chuyện mình lớn, bây giờ hai đứa nhỏ này, chúng nó sắp sửa lập vợ, lập gia đình.
Có thấy chúng nó mạo hiểm không? Có thấy nghĩ lại mình thấy mình ngu không? Vậy Chúa tôi hồi đó mới có 20-30 cầm tay nhau mà hứa suốt đời vô cùng mạo hiểm. Đó chính là dấu hiệu của đức tin. Đức tin tự bản chất có cái tính đa đạo và nó đòi hỏi con người phải có cái tính mạo hiểm. Nhưng mình biết tại sao mình mạo hiểm và mình biết tại sao mà mình làm, mình đi đâu. Hôn nhân mang đầy tính mạo hiểm nhưng nó khác với những hôn nhân ngoài đời. Ở đó người ta không có cái tính mạo hiểm, người ta tính toán, cho nên khi nó không hợp với cái ý định của họ bỏ. Còn chúng ta mạo hiểm nhưng với một niềm tin rằng Thiên Chúa không lầm. Tôi nhớ cái năm 2000, ngày 1 tháng 1 năm 2000. Nhớ là cái năm đó, trước đó nó có một cái chiến dịch gọi là Y2K. Không? Bây giờ ai còn nhớ Y2K nữa lâu quá rồi không? Y2K đó là Icarus 2 rồi chữ K. Hồi đó người ta nói tới khi mà cái đồng hồ nó qua tới cái năm 2000 đó, thì những cái computer, tại vì ngày xưa computer nó chỉ tới được cái 3 con số thôi, 999 là hết rồi, nó không có nhiều như bây giờ. Cho nên người ta nói là đến ngày 1 tháng 1 đó, computer nó sẽ đảo lộn, nó không chạy được, máy bay đang bay trên trời sẽ rớt xuống rồi nhà máy nguyên tử nổ cho. Quay tôi nghe thằng thiên hạ sợ, rối trí lắm. Ai cũng sợ. Trong khi mọi người sợ, rồi tháng 10 năm 1999 đây nó có thêm 39 đứa thanh niên đẹp trai giỏi học. Nó nghĩ là sẽ có một cái chiến thuyền phi thuyền ở trên một cái vũ trụ khác tới để đón nó, cho là mấy chục đứa uống thuốc độc chết, 40 đứa con nó tới để 30 đứa nữa uống thuốc độc nằm chết ở San Diego. Nhớ có chuyện đó không? Toàn là dân thanh niên mà thôi, xuống để cho cái spaceship, cái phi thuyền đưa nó đi về một cái vũ trụ khác. Thiên hạ rối loạn bởi vì không biết tới năm 2000 rồi có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, giáo hội Công giáo của chúng ta tổ chức 3 năm thánh. Năm 97, năm 98, năm 97 là Chúa Thánh Thần. Năm 98 học về Chúa Giêsu Kitô. Năm 99 học về Chúa Cha. Để chúng ta chuẩn bị với cái Hoàng Doan Phao Lộ Địa, chuẩn bị năm 2000 mừng một thiên niên kỷ mới. Tôi thì tính tò mò, vừa tò mò mà cũng vừa để coi thử cái chết thì sao. Cho nên cái lúc mà buổi lúc đó buổi trưa ở bên này, ở bên Mỹ, thì tôi bật tivi tôi coi, là bởi vì lúc đó là 1:01, nghĩa là 12:01 một của cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000. Thì cái địa điểm đầu tiên trên trái đất này khi nó tới là một cái đảo nằm gần bên Úc, đi qua một chút bên chỗ Fiji đó, qua bên đó có mấy cái đảo của cái Thái Bình Dương đó. Đó là cái nơi mà cái tính theo múi giờ thì đó là cái nơi mà nó tiếp xúc đầu tiên của trái đất. Cho nên bên đó là đang là ngày buổi sáng 1 giờ, mình nghe là bên này còn là buổi trưa. Thì tôi nghĩ trong đầu thôi, nếu trường hợp mà trái đất bị tiêu diệt thì nó chết bên đó trước, ở bên này còn trưa, mình chưa, mình mới có ngày 31 tháng 12, mình kêu ngồi ngoài. Nhưng mà cái hình ảnh làm cho tôi nhớ vô cùng là trời nó tối, tối lắm. Thì ở đó có một cái nhà thờ, rồi cái đài NBC tôi nhớ nó quay phim. Thì trong cái làng đó hình như người ta tới để đa số là Công giáo hết rồi. Tràng thì người ta cũng còn sống đơn sơ lắm. Rồi ở đó thì ngoài kia là biển, biển tối không cái gì hết. Sau khi người ta làm những cái thủ tục cầu nguyện, đọc kinh giống có lễ cầu nguyện rồi chơi xong thôi, thì tôi thấy có hai đứa nhỏ khoảng chừng 11-12 tuổi, nó mang giống như cái váy, con gái thì nó cũng mang cái kiểu áo đỏ. Rồi hai đứa, một thằng con trai đứng bên, thằng con gái đứng bên, hai đứa đưa tay vào cầm một cái củ đuốc. Rồi hai đứa, mỗi đứa cầm một tay, rồi nó cầm cái củ đuốc nó đi, nó cứ bước nó đi. Và khi nó đi thì những người lớn đi sau lưng nó rồi hát, họ vừa hát, họ vừa múa. Thì cái anh mà nói ở trong đài nói một câu mà tôi không bao giờ quên. Nó đi về hướng biển, và nó cứ đi ra nước biển, mà nước biển nó có đẹp lắm. Nó bình an như vậy, rồi cái từ từ nó đi xuống nước biển thì người ta tắt cái chuyện này. Nhưng mà cái anh mà anh nói như thế này. Cái tiếng địa phương nó nói là chúng tôi, we are going into the unknown future with the known God. Hay quá. We are going into the unknown future. Chúng ta đang đi vào một cái tương lai mà mình không biết. Nhưng mà mình đi cùng với một Thiên Chúa mà mình biết rõ. Và cứ vạch vào đi. Rồi nó tắt cái hệ chương trình.
Mạo hiểm ở chỗ đó. Chúng tôi mấy người đi tu sợ không dám lập gia đình mới không dám mạo hiểm. Anh chị em ca lạ lắm, mạo hiểm lắm. Nhưng mà mạo hiểm với đức tin, chứ không phải mạo hiểm với tính cách mạo hiểm ở ngoài đời. Thôi tôi ngưng ở đây, ngày mai tôi nói tiếp tục về cái mạo hiểm. Và cái thôi thì mình cứ gọi là khờ dại của anh chị em đi, để cho mình thấy là tại sao cái sự mạo hiểm đến lúc này mình cần phải nhìn lại. Và làm thế nào để vợ chồng có thể hiểu và tha thứ cho nhau. Bởi vì những cái mà chúng ta cho là hy sinh, đôi khi cái từ hy sinh nghe nó to tát quá phải không? Cái từ hy sinh nó không phải là cái to tát. Từ hy sinh là những gì mình chịu đựng để cho người khác vui, đó là một tình nghĩa. Mình không cần phải ra mặt trận đổ máu cho người khác sống, không cần. Một cái câu chuyện rất nhỏ. Một người cha ngồi trong bàn ăn, rồi người mẹ dọn lên, chúng ta nghe Mỹ nó hay kể nhiều. Thì bà nướng hai lát bánh mì lên mà nó bị cháy. Nó cháy cho nên mà bà ta đang bắt đầu thời kỳ đầu của bệnh. Rồi khi mà cháy thì ông chồng chỉ lấy cái dao cạo thôi. Rồi cạo xong rồi ông ăn. Ông ăn rồi bà vợ hỏi sao anh ăn có được không, anh ăn có được không. Mà ông biết bà đang mệt, đang bắt đầu thời kỳ bệnh. Ông nói ăn được, ngon, anh thích mì cháy mà. Rồi bẵng một thời gian bà chết. Khi bà chết, hai đứa con nó cũng nướng bánh mì cho bố nó ăn. Bố nó nói tại sao con nướng cháy vậy, đổi lại đi. Nó nói không phải là bố từ xưa nay thích bánh mì cháy. Ông nói đâu có phải. Con cứ nghĩ một ngày đi làm việc cực nhọc về, mẹ con lo một bữa ăn mà chỉ có một miếng bánh mì cháy, nó không đáng gì mà mình cứ lên tiếng la mắng thì được cái gì. Mình chỉ cần nói một chút thôi mà con thấy mẹ vui biết bao nhiêu. Cho nên ba ăn bánh mì cháy không phải bởi vì thích, mà bởi vì đây là điều làm cho mẹ vui. Một bài học rất dở dành cho con cái. Và vì thế việc hy sinh của những người vợ người chồng đừng có nghĩ tới là mình về kiếm 5-70 ngàn, không cần thiết. Chỉ cần một miếng ăn nó hơi mặn mà mình nói có sao đâu thì ăn thêm tí nước mà. Cái đó còn quan trọng hơn nhiều. Có điều là nhiều khi chúng ta không làm được. Người đàn ông nhất là Việt Nam, nhiều khi cứ được người ta dạy làm trai thì cho đáng nên trai, xuống đông thì đông tỉnh, lên đoại thì đoại tan. Làm cái gì cũng phải to tát, mà chính những cái nhỏ nhặt nó mới tạo nên hạnh phúc trong gia đình. Chỉ cần một miếng cơm hơi ướt thôi mà mình nói ồ cơm hôm nay hơi ướt, nhưng mà không sao, ngày mai nấu cơm thì anh ăn. Một nụ cười thôi là thay đổi cả một cuộc diện, chứ đâu cần có phải ném vào đó 5-70 ngàn đi làm cho nhiều. Vì thế đừng nghĩ hy sinh là những cái to tát, những cái rất hư là nhỏ nhặt. Và chỉ cần tự bản chất tình yêu luôn hướng ngoại, luôn luôn nghĩ tới người khác và đem niềm vui cho người khác. Có như vậy thì cái bình an ban đầu mà anh chị em có, tôi dùng thơ của Thế Lữ, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy thì tâm hồn dễ mấy ai quên. Rồi thôi, bây giờ nó 46 rồi, ai có câu hỏi gì thì cứ để cho chúng ta hỏi nha.